Ở sau tin đóng cửa, ngày mùng 5 tháng 10, sau thông tin các quán cà phê và tụ điểm chụp ảnh ở phố đường tàu có thể bị giải tỏa, nhiều du khách đã tìm đến đây. Thời gian qua, đoạn đường tàu chạy qua trung tâm thành phố, đặc biệt từ đường Điện Biên Phủ đến Phùng Hưng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều bạn trẻ và du khách nước ngoài. Vỉa hè để ngồi cà phê cách đoạn đường dây khoảng 1 mét tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên với nhiều người, đây lại là một trải nghiệm. Thu Dung, người ngồi trên đường dây, cho biết. Đây là lần đầu tiên cô đến phố đường tàu sau khi nghe tụ điểm này có thể bị đóng cửa. Khi đoàn tàu đi qua cũng nguy hiểm, nhưng mọi người đã được thông báo trước nên có thể đứng sang hai bên. Dung nói, dọc hai bên đường tàu, xen lẫn với hàng quán đông đúc là nhà của người dân. Hàng ngày, cuộc sống sinh hoạt của họ vẫn diễn ra trên đường dây này, thu hút người nước ngoài muốn tìm hiểu. Trước khi đoàn tàu đi qua khoảng 10 phút, du khách và người dân được yêu cầu đứng sang hai bên đường để đảm bảo an toàn. Nhiều khách dơ điện thoại quay và chụp lại khoảnh khắc thoát tim khi con tàu chạy sát bên cạnh khoảng 6 giờ tối, xóm tàu gần đường Điện Biên Phủ, Trần Phú vẫn đông đúc du khách. Các bạn trẻ đứng giữa đường dây để chụp lại những bức ảnh khi con phố rực sáng. Vào ban ngày, có khoảng 6 đến 8 chuyến tàu chạy qua những xóm đường tàu này. Sau khoảng 10 giờ tối khi tàu chạy qua nhiều hơn, các quán cà phê ở đây cũng đóng cửa. Ngay mùng 4 tháng 10, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Hà Nội chủ trì, phối hợp với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục giải tỏa rứt điểm vi phạm của các hộ dân hiện đang kinh doanh trong khu vực tiếp giáp dọc đường sắt có hành vi họp chợ, buôn bán hàng trong lòng đường sắt, ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cà phê trong lòng đường sắt.